Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng đi trục vớt những chiếc xe đồ chơi mình nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lái con thuyền này đi trục vớt những chiếc xe đồ chơi nha. In. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe lưu các bạn ơi. Wow, chiếc xe lưu rất là đẹp luôn nè. Đó, wow. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe lưu lên đây. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, bên này nè các bạn ơi. Bên này có một chiếc xe gì đây? Wow, xe gì to các bạn ơi? Một chiếc xe ben các bạn ơi. Wow, xe ben rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe ben vô đây luôn. Mình đã trục vớt được hai bạn xe rồi. Tiếp tục thôi nào. In. Wow, các bạn ơi, ở đây có bạn xe gì đây nè? Wow, một bạn xe chở thú các bạn ơi. Bạn xe chở thú nhìn rất đẹp luôn đúng không? Rồi, cho bạn xe chở thú lên đây luôn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Wow, bên này nè các bạn ơi. Nè, bên này có một bạn xe này xe gì đây? Một bạn xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Wow, bạn xe cần cẩu múc cát siêu to siêu bự luôn. Bạn đó đang ở vũng nước này, bây giờ mình sẽ cho bạn đó lên thuyền luôn. Wow. Ồ, các bạn ơi, cái này cái gì nè các bạn? Ồ, wow, một cái thùng container các bạn ơi. Một cái thùng container nha. Rồi, bây giờ mình sẽ để thùng container đây. Mình sẽ đi kiếm coi cái đầu container đâu các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây nè? Một chiếc xe xúc cát các bạn ơi. Đó, chiếc xe xúc cát rất là đẹp luôn đúng không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, cho chiếc xe xúc cát lên đây luôn nha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình đã thấy chiếc xe container rồi nè các bạn ơi. Cái đầu container nhìn đẹp không các bạn? Wow, rất đẹp luôn ha. Rồi, cho đầu container vô luôn. Tiếp tục các bạn ơi. Wow, bên này các bạn ơi. Bên này có chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu đang bị xúc rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cần cẩu này các bạn. Rồi, cho luôn. Tí nữa mình sẽ sửa chữa lại nha các bạn. Wow, nãy giờ mình đi tìm được cũng rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn các bạn. Wow, bên này nè các bạn ơi. Nè. Bên này có bạn xe nè các bạn ơi. Wow, bạn xe gì đây? Để mình coi. Bạn này bạn xe ben các bạn ơi. Wow, bạn xe ben rất là đẹp luôn nha. Rồi, để bạn xe ben ở đây nha. Tiếp tục các bạn ơi. Wow, bên này các bạn ơi. Wow, bên này có bạn này bạn xe gì đây? Bạn này bạn xe cẩu múc cát các bạn ơi. Rồi, cho bạn xe cẩu múc cát vô trong này luôn nha. Ở trong này còn chỗ nè, cho bạn nó vô trong này luôn. Rồi, từ từ thôi, bạn xe cẩu múc cát chưa vô mà. Từ từ hắn đi chứ, từ thôi. Đây, để bạn xe cẩu múc cát vô cái đã. Ê, bạn này, bạn từ từ thôi chứ. Rồi, được rồi, bạn xe cẩu múc cát nó vô rồi. Tiếp tục nào. Wow, các bạn ơi, ở dưới này có cái bạn xe gì nè các bạn ơi. Wow, bạn xe gì đang ở chìm dưới nước nè. Rồi, để mình coi. Wow, bạn xe gì đó các bạn. À, kìa mình thấy cái gì kìa các bạn ơi. Đây, đây cái thùng rác nè các bạn ơi. Wow, vậy đây là bạn xe chở rác các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Rồi, mình để đây nha, tí mình sẽ sửa chữa lại các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào, di chuyển thôi các bạn ơi. In. Wow, các bạn ơi, bên này nhiều xe các bạn ơi. Wow, bên này rất là nhiều xe luôn nè. Đây, chiếc xe gì đây? Chiếc xe chở bê tông các bạn ơi. Rất đẹp luôn. Rồi, để lên các bạn ơi. Wow, còn bên này có chiếc xe cẩu múc cát các bạn ơi. Nè, một chiếc xe cẩu múc cát cũng rất đẹp luôn không các bạn. Wow, nước không à. Có anh tài xế nè các bạn. Đẹp không các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe cẩu múc cát lên đây luôn nha. Tiếp tục các bạn ơi. Bên này các bạn, bên này có bạn xe gì đây? Bạn xe này là bạn xe ben các bạn ơi. Wow, một bạn xe ben. Siêu to siêu bự luôn. Wow, chiếc thuyền của chúng ta chở theo rất là nhiều bạn xe luôn các bạn ơi. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Rất là nhiều bạn xe luôn nha. Nhiều chưa các bạn? Wow, ôi các bạn ơi, ở bên này mình thấy có xe nữa nè. Wow, đây bạn xe gì đây? Đây là bạn xe chở bê tông các bạn ơi. Bạn xe chở bê tông siêu to siêu bự luôn. Wow, không biết chiếc thuyền của chúng ta có còn chở được không các bạn. Mình thấy khá là nặng rồi đó các bạn ơi. Wow, vẫn còn chở được luôn các bạn ơi. Chiếc thuyền của chúng ta hôm nay chở được rất là nhiều bạn xe luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều bạn xe luôn nha. Rồi, tiếp tục qua đây các bạn ơi. Ở đây còn bạn xe gì nữa nè. Một bạn xe ben đã bị ngã rồi. Bây giờ mình sẽ để lại các bạn ơi. Rồi, từ từ thôi. Đây, để lại các bạn ơi. Đó. Có bạn xe này bị rớt nữa nè. Đây, để mình để lại nha. Đây, bạn xe cẩu múc cát bị rớt nữa. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Bên này có bạn xe này, bạn xe gì đây? Để mình coi. Bạn xe này, bạn xe tải ô tô các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây. Wow, bên này có rất nhiều bạn xe luôn nè các bạn ơi. Nè. Wow, nhiều bạn xe các bạn ơi. Rồi, bên này nữa các bạn. Bên này cũng còn hai bạn xe nữa nè các bạn ơi. Wow, hai bạn xe gì đây? Để mình coi. Đây là một bạn xe cứu hỏa các bạn ơi. Ôi, nước không à. Bạn xe cứu hỏa là nước không các bạn ơi. Nước không à. Rồi, để mình để lên trên bờ nha. Rồi, tiếp tục. Bạn xe bên này, bạn xe gì đây? Wow, bạn xe này bự lắm các bạn ơi. Nè, bạn xe rất là bự nha. Wow, bự quá các bạn. Bạn xe chở trái cây các bạn ơi. Nước không à. Bạn xe chở trái cây này rất là nhiều nước luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xe chở trái cây qua đây nha. Rồi. Wow,
hôm nay mình đi cứu hộ được rất nhiều bạn xe luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho những bạn xe lên bờ nha, rồi mình sẽ chơi những bạn xe này các bạn ơi. Wow, những bạn xe này chơi rất là hay luôn nè. Bây giờ mình sẽ qua chơi những bạn xe này đi. Đây, ở đây có những bạn xe nhỏ nè. Wow, những bạn này đang qua cầu các bạn ơi. Đẹp quá các bạn. Nè, rồi bây giờ mình sẽ cho những bạn này phi xuống nước chơi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cây cầu. Rồi, để bạn này xuống đi. Rồi, để bạn này xuống nha. Đó. Để bạn này đây. Rồi, tiếp tục cho hai bạn này ra ngoài luôn, xuống này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cây cầu này nha. Wow. Đây, mình làm cái cây cầu tuột nha các bạn, cho mấy bạn này đi tuột xuống dưới nước chơi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn nào trước đây. Rồi, bạn này nha. Rồi. 1, 2, 3, let's go. Wow. Bây giờ mình sẽ cho bạn nó chở thêm một cục đá nữa các bạn ơi. Đây, đây chở thêm một cục đá nữa nha. Wow, đó. Chở theo đá nặng nữa, còn bạn nó lao quá nhanh luôn nha. 1, 2, let's go. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho bạn xe ben này nha. Wow, bạn xe ben này mình cũng sẽ cho chở một đá luôn. Rồi, mình sẽ cho chở một đá nha các bạn. Rồi, lớn nào. 1, 2, let's go. Wow, chìm xuống luôn các bạn ơi. Bạn nó bị chìm xuống luôn rồi nè. Rồi, bây giờ tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho bạn xe lưu đi. Bạn xe lưu đường nha. Rồi. 1, 2, let's go. Bạn xe lưu đường nổi ở trên mặt nước được luôn rồi các bạn ơi. Bạn nó nổi nhờ cái lưu đường các bạn. Bạn nó nổi lên trên mặt nước luôn nha. Rồi, tiếp theo các bạn ơi. Bên này có rất nhiều bạn xe luôn nè. Wow. Đây bạn xe cẩu múc cát các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe cẩu múc cát nha. Rồi. 1, 2, let's go. Rồi, bây giờ tới bạn xe này mình sẽ cho xúc đất nha các bạn. Đây, mình sẽ cho xúc đất đây các bạn. Wow, xúc đất nặng nha các bạn. Đây, rồi. Rồi, bây giờ cho bạn nó lao xuống nha. 1, 2, let's go. Bạn đó chở đất nặng quá, bạn nó nhõng ben luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xe này. Bạn xe này bạn xe gấp gỗ bạn ơi. Đây, đây bạn xe gấp gỗ nha. Bạn nó có thể ủi cát được nè. 1, 2, let's go. Rồi, tiếp tục tới bạn xe múc cát này nha. 1, 2, let's go. Mấy bạn này còn nhỏ nên là tuột cái con đường này không hay các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho những bạn xe lớn nha. Đây, bên đây mình sẽ cho những bạn xe lớn. Rất là nhiều bạn xe lớn luôn nè các bạn ơi. Nhiều bạn xe bự lắm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xe chở bê tông trước nha. Rồi, bạn xe chở bê tông ơi, bạn hãy thử trượt xuống dưới đây nha. Rồi, lớn nào. 1, 2, let's go. Bạn nó ủi mấy bạn xe luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục tới bạn xe hai bạn xe này đi. Bạn xe này nha. Bạn xe này bây giờ mình sẽ cho bạn nó chở theo cục đá nha các bạn. Đây, ở đây có cục đá to nè các bạn ơi. Wow, cho bạn nó chở theo cục đá to nha. 1, 2, let's go. Wow, cục đá to đè mấy bạn này luôn. Rồi, lấy bạn này ra nha. Cục đá to này rất là nặng luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho xe khác chở thử nha. Rồi, bây giờ xe nào đây? Bây giờ mình sẽ cho xe cẩu múc cát đi. Đây, xe cẩu múc cát thử chạy ra đường các bạn. Rồi, lớn nào. 1, 2, let's go. Bạn xe cẩu múc cát đè mấy bạn xe nhỏ luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một bạn xe khác nha. Rồi, bạn xe nào đây? Bạn xe ben các bạn ơi. Wow, bạn xe ben siêu to khủng lồ. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe ben siêu to khủng lồ chở theo cục đá siêu bự luôn. Rồi. 1, 2, let's go. Wow. Bạn xe ben siêu to siêu bự tông mấy bạn này luôn. Wow, các bạn ơi, từ nãy giờ mình chơi với bạn xe này mệt quá các bạn ơi. Bây giờ mình cũng đói bụng rồi, mình phải về nhà ăn cơm học bài lời tập nữa. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo, mình sẽ tiếp tục chơi những chiếc xe khác cho các bạn cùng xem nha. Bye bye.